được sinh lên làm kiếp người là một điều vạn hạnh. Vì chỉ trong kiếp người, chúng ta mới có thể tu học và thăng hoa trong sự tiến hóa của vũ trụ. Vì vậy, từ xưa đến nay, nhiều người đã tận dụng mọi nỗ lực để thực hiện mục đích cao cả nhất của đời người, là tìm được một pháp môn tối thượng để tu học, ngõ hầu thoát khỏi sinh tử luân hồi. Nhưng việc có được một vị minh sư đã hoàn toàn khai ngộ, hiện đang tại thế để dẫn dắt chúng ta lại là một cơ duyên hy hữu gấp ngàn vạn lần. Chỉ có vị minh sư tại thế với quyền năng vô sở bất tại mới có thể ở cùng từng người đệ tử trong từng sát na để dắt dìu, chăm sóc và an bài mọi hoàn cảnh tốt đẹp nhất cho họ. Gần hai thập niên qua, pháp môn Quán Âm đã được Thanh Hải Vô Thượng Sư truyền bá sâu rộng trên khắp thế giới. Hàng triệu người đang tu học pháp môn tối thượng này đã thể nghiệm những điều thật kỳ diệu, không thể nghĩ bàn. Họ đã ghi lại những thay đổi nhiệm màu trong cuộc sống thường nhật, những chứng bệnh nan y trầm trọng, những tai nạn hiểm nghèo mà họ đã vượt qua trong đường tơ kẻ tóc. Họ cũng kể lại những sự che chở, những sắp đặt trong vô hình khiến đời sống họ trở nên an hòa, thuận lợi. Đặc biệt hơn cả là sự chỉ dạy bên trong của Thanh Hải Vô Thượng Sư đã giúp họ khai mở tâm thức, biết được những cảnh giới tâm linh cao đẳng. Những điều này tựa như những chuyện thần thoại không tưởng nhưng lại có thật, và được ấn chứng bởi nhiều đồng tu pháp môn Quán Âm đã có những thể nghiệm gần giống nhau. Tiết mục Cảm Ứng Thần Kỳ gồm nhiều câu chuyện do các đồng tu pháp môn Quán Âm từ khắp nơi trên thế giới ghi lại, trình bày trung thực những thể nghiệm về thế giới tâm linh và những lợi ích thực tiễn mà họ đã đạt được khi thực hành pháp môn tối thượng này. Trong tiết mục Cảm Ứng Thần Kỳ hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả câu chuyện với tựa đề Sức Gia Trì Trong Âm Thanh của Sư Phụ Thanh Hải, bài viết của Từ Cư Sĩ, một đồng tu tại Formosa. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí Quyết Tức Khắc Khai Ngộ Hiện Đời Giải Thoát, sách Cảm Ứng Thần Kỳ, quyển 1. Tôi được biết Sư Phụ Thanh Hải lần đầu tiên vào tháng 8 năm 1987. Lúc ấy, tôi đang gặp nhiều rắc rối trong việc làm, nên lúc nào tôi cũng muốn nghỉ việc. Nhưng cuộc sống thực tế có nhiều áp lực, nên điều tôi muốn thực hiện không phải dễ. Vì muốn giải tỏa sự phiền muộn trong lòng, tôi đã hỏi mượn bạn bè ít sách Phật về đọc. Bạn tôi cho mượn vài quyển Tức Khắc Khai Ngộ, và còn đề cập đến Sư Phụ Thanh Hải cùng pháp môn Quán Âm. Riêng tôi trước nay chưa hề biết gì về vấn đề tu hành, cho nên đối với pháp môn Quán Âm tôi cũng không có hứng thú. Nhưng với vấn đề ăn chay, đột nhiên tôi cảm thấy giác ngộ. Chồng tôi vốn theo đạo Cơ Đốc, nên ông chẳng hiểu một chút nào về giáo lý nhà Phật. Hơn nữa, tánh ông lại ngang bướng và cố chấp. Tôi nghĩ việc ăn chay chắc thế nào cũng bị ông bài bác, nên tôi lén ăn chay. Sau 3 tháng, bỗng nhiên tâm tôi trở nên bình thản. Sau khi đọc sách Tức Khắc Khai Ngộ, tôi mới hiểu rằng điều cần yếu là sự nỗ lực tu hành để giúp cho bản thân được thật sự giải thoát, chứ không phải chỉ chí thành dựa vào việc lạy Phật, lễ Phật là đủ rồi. Tôi ăn chay được một thời gian thì bị chồng tôi phát giác. Ông nổi giận đùng đùng, đập chén, quăng đĩa, cãi vã với tôi sùm và còn đòi ly hôn, khiến tôi vô cùng đau khổ. Bởi con tôi còn nhỏ, cần đến sự chăm sóc của người mẹ và sự bình an trong gia đình, nên tôi phải nhẫn nại. Mặc dù đã nghĩ đến việc xin sư phụ truyền tâm ấn, nhưng tôi không thể làm ngay được. Chỉ còn một cách tốt nhất là cố tìm cách ăn chay, mặt khác cầu xin sư phụ giúp đỡ để sớm khắc phục chướng ngại này. Tháng 2 năm nay, tôi chơi hội bị bạn bè lừa mất một số tiền. Trong lòng càng thêm phiền muộn, nhưng nghĩ rằng
tiền tài là vật ngoại thân, không nên bận tâm đến nhiều. Điều này nói thì dễ, nhưng làm thì khó. Cuối cùng, tôi phải cầu sư phụ giúp đỡ để khỏi sanh tâm hờn giận những người đã gạt tiền tôi. Tối hôm đó khi đi ngủ, trong lòng tôi rất buồn bực. Trong lúc mơ màng thì cảm giác như có một lực lượng khủng khiếp từ bốn phương tám hướng đổ dồn về tôi. Tự nhiên tôi kêu lớn: "Sư phụ Thanh Hải!" Trong lúc hốt hoảng ấy, tôi thấy một vầng hào quang hình thon màu vàng rất sáng xuất hiện. Sư phụ Thanh Hải mặc áo trắng, đứng ở trong nhìn tôi mỉm cười. Và chỉ trong khoảnh khắc, bầu không khí xấu này đều tiêu tan. Đã thấy được hóa thân của sư phụ. Tôi vốn là người yếu đuối, sợ sệt, lại chưa thọ tâm ấn mà đã được hóa thân sư phụ đến giúp đỡ. Thế mới biết lòng từ bi và lực lượng sư phụ thật vĩ đại. Còn việc nợ nần, người thiếu nợ đang tìm cách để trả góp dần cho tôi. Điều này tôi tin rằng cũng hoàn toàn do sư phụ giúp đỡ. Sư phụ thường giảng kinh vào buổi tối. Xong buổi giảng, về đến nhà cũng hơn 11 giờ. Để tránh bị chồng tôi ngăn cản, mỗi lần đi nghe kinh, tôi phải tìm người đi theo, làm như rủ nhau đi dạo phố. Nhưng vì về trễ nên ông ta thường chất vấn chuyện này chuyện khác, khiến tôi không sao thường xuyên đi nghe sư phụ giảng được. Mới đây tôi chợt nghĩ đến việc nghe băng cassette của sư phụ giảng. Tôi bèn mượn bạn bè ít cuốn băng về nghe để giúp ích cho chính mình. Thật kỳ lạ làm sao. Bây giờ chồng tôi lại ít gắt gỏng như trước. Trước kia mặt ông hầm hầm, thường hay la mắng tôi và hầu như làm việc gì ông cũng không vừa ý. Bây giờ ông vui vẻ, không còn mỗi chút mỗi lên cơn nữa. Cả mẹ tôi cũng thấy lạ lùng về sự thay đổi của ông. Tôi chỉ dùng loại cassette nhỏ bỏ túi, không dám để ông nghe được âm thanh của sư phụ, e rằng sẽ làm ông tức giận. Nhưng lực lượng của sư phụ thật bất khả tư nghị. Mặc dù không dám mở lớn tiếng, nhưng dường như từ trường, từ âm thanh của sư phụ tràn ngập khắp nhà, gia trì cho cả gia đình chúng tôi. Tuy tôi chưa được thọ tâm ấn, nhưng đã được sư phụ ban giải lòng từ bi. Sư phụ dạy: "Chỉ cần tin nơi Ngài, thì dù là chưa được thọ tâm ấn, nếu có việc nguy cấp cầu đến Ngài, cũng sẽ được giúp đỡ." Chính tôi đã thể nghiệm được lời sư phụ dạy thật là đúng. Tôi hy vọng sớm khắc phục được những trở ngại trong gia đình và xin sư phụ truyền tâm ấn. Và sau đây là câu chuyện với tựa đề Kẻ trộm biết vật quý của nữ đồng tu vương tại Formosa. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ, hiện đời giải thoát, sách Cảm ứng thần kỳ, quyển 1. Ngày đầu tiên khi sư phụ giảng kinh tại Chương Hóa, chúng tôi vì muốn tiết kiệm nên đậu xe ở lề đường ngã ba Tam Nghĩa rồi qua gian xe ven của đồng tu đến Chương Hóa. Cũng như mọi lần, sau khi nghe kinh xong, chúng tôi hớn hở ra về. Đến ngã ba giao thông Tam Nghĩa, tôi đã nhìn thấy chiếc xe tôi đậu lẻ loi bên lề đường, nhưng vị trí đậu xe có vẻ khác một chút. Lúc đó chúng tôi chẳng nghĩ ngợi điều gì, chỉ chờ xuống xe rồi từ từ qua đường.
đến nơi đậu xe. Ô kìa, cửa xe đã bị mở ra. Lúc ấy đầu óc chúng tôi bắt đầu dao động, biết là có việc chẳng lành, nhất định có kẻ lạ đã mở cửa xe. Cửa xe bị mở, xe đã bị lái chạy, cho nên mới đậu tại một vị trí khác. Hiển nhiên xe đã bị kẻ trộm chiếu cố. Nhưng không hiểu tại sao chiếc xe vẫn còn nguyên trước mặt chúng tôi. Tôi liền nghĩ đến những phim ảnh trên TV. Trong video, có những kẻ phá hoại thường đặt chất nổ trên xe. Chỉ cần mở cửa là xe sẽ nổ tung. Cuối cùng chồng tôi mới từ từ đi tới, giật mạnh cửa xe. Nhưng chẳng có gì xảy ra. Chúng tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Lên xe kiểm lại đồ đạc, thấy giấy tờ xe còn nguyên, tiền bạc cũng chẳng mất. Trên xe dường như chẳng mất gì. Vậy mục đích của kẻ cắp là gì chứ? Khi ngẩng đầu nhìn lên, thấy pháp tướng sư phụ lộng trong khung hình đã bị lấy mất. Cúi xuống xem xét, học đựng băng giảng kinh của sư phụ cũng trống trơn. Tất cả băng giảng của sư phụ để trên xe đều mất hết. Chân dung sư phụ chúng tôi lộng khung, bày trên xe phía trước, còn dùng chất keo thật tốt, dán lại, nên tên trộm quân tử này không gỡ được, bèn giật tung ra, mang cả khung và ảnh. Sau chìa khóa có gắn tấm hình sư phụ cũng bị lấy luôn. Chúng tôi nghĩ tên trộm quân tử này 80-90% là muốn đánh cắp xe, nhưng khi ngồi trên xe đã bị hình ảnh của sư phụ lôi cuốn. Các đồng tu chúng ta đều biết chân dung các vị minh sư và các vị Phật tại thế có sức giá trị rất lớn, cho nên tên trộm quân tử này khi thấy ảnh sư phụ nổi tánh hiếu kỳ, mở băng thuyết pháp của sư phụ ra nghe. Sau khi nghe xong rất thích nên mới lấy tất cả hình ảnh sư phụ và băng thuyết pháp trên xe đi. Lúc Đức Phật Thích Ca còn tại thế, Ngài đã từng độ một người đã giết hại vô số chúng sanh và cảm hóa người này thành A-La-Hán. Lòng từ bi bác ái và pháp âm của sư phụ đã chuyển ý xấu của tên trộm thành ý tốt. Chẳng những đã không lấy xe mà còn để trên hộp đựng cassette 300 đồng để đổi lấy các cuốn băng, ngỏ ý là không muốn lấy không. Chỉ có lực lượng sư phụ mới cảm hóa nổi tên trộm này trong một thời gian ngắn ngủi mà thôi. Tôi xin chúc phúc người ăn trộm tốt bụng này sớm trở thành đồ đệ của sư phụ, thành người bạn đồng tu của chúng ta và thành một vị quân tử chân chánh. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả bài viết của Minh Trí, một đồng tu tại San Jose, California, Hoa Kỳ. Bài viết với tựa đề Sự khảo cứu vô giá, Nostradamus. Bài đọc được trích từ bản tin Thanh Hải Vô Thượng Sư. Kính mời quý thính giả theo dõi. Mùa hè vừa qua, tôi tình cờ dừng chân tại một tiệm sách ở San Jose, California. Tại đó, tôi tìm thấy một quyển sách gọi là Nostradamus và những tiên đoán hậu bán thế kỷ 20 bằng tiếng Âu Lạc do nhà xuất bản Thế Giới ấn hành. Tự nhiên, tôi cảm thấy rất hiếu kỳ về những vấn đề tâm linh và thích được học hỏi thêm về chúng. Do vậy, khi tôi vừa về đến nhà, tôi liền đọc và phản chiếu từng trang, từng hàng trong cuốn sách này được viết vào 450 năm về trước. Những tiên đoán của Nostradamus đã làm tôi hết sức chú ý. Tôi đã thực sự bị thu hút vào đó. Mỗi một dòng trong cuốn sách là sự mới mẻ và là những sự khám phá diệu kỳ, chiếu sáng vào các huyền thoại và những điều kỳ bí mà vẫn chưa được làm sáng tỏ bởi các nhà tiên tri khác. Trong một số đoạn, Nostradamus đã thông báo chúng ta rằng vị chân sư sẽ đến từ châu Á và xuất hiện tại châu Âu. Long awaited, one will never return. He will appear in Asia and be at home in Europe. Tạm dịch, một người được mong đợi từ lâu, nhưng không bao giờ trở lại. Người ấy sẽ xuất hiện tại Á Châu, nhưng hết sức tự tại tại Âu Châu. Trong chương 10,
đoạn 96. Những tiên đoán của các nhà tiên tri đều có tính chất huyền bí và khó hiểu. Chúng ta không thể dùng đầu óc của mình, cho dù có sắc sảo đến đâu, để phân tích, diễn giải hoặc tranh luận. Một buổi sáng khi đang trong một cử thiền, đột nhiên sự khai mở về Nostradamus, tôn giáo và triết cổ Đông Phương, vẻ đẹp kiều diễm của hình tượng mặt trăng, tính phong nhã của thiền định, các biểu tượng huyền thoại truyền thống của Đông và Tây, cũng như sự huy hoàng của những thánh nhân khai ngộ, tất cả như rõ ràng hiện hiện ra trong tôi qua xúc cảm trực giác. Tôi đã bước vào một thế giới diệu kỳ chan hòa ánh sáng. Lời sấm truyền của nhà tiên tri Nostradamus đã trực chỉ âm vần sau cuối biệt danh của chân sư. Second to the last of the prophet's name, tạm dịch, phần thứ hai của tên vị tiên tri, chương 2, đoạn 28. Nó đã vang vọng trong tai tôi rất rõ ràng, rành mạch. Bỗng nhiên, danh hiệu Suma, trong ánh sáng rực rỡ, liên tục hiển hiện ra trước mắt tôi. Một lực lượng thanh nhẹ và vô hình thúc giục tôi kết thúc cử thiền sớm và đi tới thư phòng để tìm quyển sách Nostradamus. Như một sự thần kỳ, những luồng ánh sáng bên trong đã thắp sáng lên ý tưởng trong đầu óc và giúp tôi ngay lập tức đọc tới 4 vần cuối của tên nhà tiên tri Nostradamus. Ôi Thượng Đế ơi, đó chính là danh hiệu tắt của sư phụ thương yêu và đáng kính của tôi. Suma có nghĩa là Supreme Master, Vô Thượng Sư. Tôi vui mừng đến rơi lệ, niềm hỷ lạc tràn ngập trong lòng tôi. Thực sự không có ngôn từ nào tả nổi. Cảm ơn sư phụ đã chỉ đường cho con và giúp con thấu hiểu, chan chứa niềm hỷ lạc. Tôi đã có được cảm nhận rằng mình vừa mới thể nghiệm được một niềm hạnh phúc vĩ đại nhất chưa từng trải qua bao giờ. Hơn nữa, trong một đoạn sấm thơ khác, Nostradamus đã chỉ ra rằng tôn giáo với danh hiệu đại dương sẽ thắng. The religion named for the oceans will overcome. Tạm dịch, tôn giáo với danh hiệu đại dương sẽ thắng. Chương 10, đoạn 96. Mà danh hiệu Thanh Hải Vô Thượng Sư nghĩa là đại dương trong xanh. Trong một phần khác của cuốn sách, tác giả đã liên hệ những tiên đoán của Nostradamus với lời nói của Phật Thích Ca. Vị thầy vĩ đại tương lai của thế giới, người được mệnh danh là Maitreya, nghĩa là bạn, sẽ xuất hiện vào khoảng năm 2000 và sẽ mang lại lực lượng cũng như nguồn động lực cho những ai truy tìm chân lý. Vào dịp kỷ niệm lễ Halloween tháng 10 năm 1999, tại trung tâm Los Angeles, California, tôi được may mắn đứng kề cạnh sư phụ. Tôi đã nói với ngài: "Thưa sư phụ, sau khi đọc một vài lần quyển sách Nostradamus và qua sự thiền quán, cộng tu, con đã tự khẳng định một cách chắc chắn rằng ngài chính là Phật Maitreya." Sư phụ nhìn tôi như một người mẹ hiền nhìn đứa con thơ và la tôi một cách trìu mến: "Quý vị học với sư phụ đã 10 năm rồi, mà đến lúc này quý vị mới phát hiện ra sao?" Sau đó, với một cử chỉ yêu thương, sư phụ đã mỉm cười. Tôi lúc đó như người đang bay bổng trên mây. "Sư phụ, con xin chắp tay cúi chào Thượng Đế trong ngài. Con sẽ mãi mãi biết ơn ngài đã mang đến cho con và gia đình con một cơ hội để sống trong tình thương yêu bất tận và ân sủng vĩnh hằng."